Lấy vào nhanh, lấy. Đang đi lấy đồ, anh tranh thủ anh làm cái một tí đi. Đối với các bạn này. Đối với bạn. Anh đang một tí đi. Đi lấy ấm thêm, em sẽ đi cho em. Không có gửi dẫn nữa thì là tám. Vâng. Rồi ạ. Mình ơi, bạn xem có. Thấy lưu chưa để con xem. Anh nhận phải sửa rồi.